Xin chào các bạn, bây giờ đã khác thời xưa rất nhiều. Mọi người giải trí bằng các trò chơi trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Tuy nhiên, vào thời thơ ấu trước đây, chúng tôi đã làm nhiều thứ để chơi rất thú vị mà không phải tốn tiền. Đó là những cây dừa. Thuở nhỏ, chúng tôi thường leo lên những cây không cao lắm để hái trái hoặc bẻ lá làm đồ chơi. Tôi chọn lấy những lá cứng có màu xanh đậm. Sau đó cắt bỏ phần chót đi và bắt đầu từ gốc lá. Chúng ta tách tán lá một cách cẩn thận ra khỏi gân cứng để có được hai tán lá đồng đều với nhau theo bề ngang như bạn thấy. Nhớ giữ lại phần gân lá, ta sẽ cần dùng nó sau này. Ta xếp hai tán lá bắt chéo nhau giống như hình chữ thập. Tiếp theo, chọn một nhánh để uốn cong tạo thành vòng tròn như bạn thấy. Sau đó, cho nhánh kế bên vào vòng này và làm tương tự như vậy với hai nhánh còn lại. Cuối cùng, ta kéo thâu các nhánh lại và cắt ngắn chúng đi. Ta đã có được một trong chống lá dừa gần như hoàn chỉnh. Bây giờ ta sẽ sử dụng phần gân lá lúc ban đầu để làm trục xoay. Vót loại bỏ các mép lá còn sót lại để làm mịn nó và cắt xéo lấy một đoạn rồi xiên nó vào điểm chính giữa trong giống. Thế là xong. Sau đó tôi đi ra đồng để tìm một cây sậy có thân thẳng, lột bỏ vỏ và tận dụng ống sậy để làm giá đỡ cho trong trống. Bây giờ mọi thứ đã hoàn tất. Việc cuối cùng là đem nó ra trước gió. Khi có gió, trong trống sẽ xoay. Gió càng mạnh, trong trống xoay càng nhanh. Trong trường hợp không có gió thổi, tôi sẽ cầm trong trống phía trước và bắt đầu đi hoặc chạy. Luồng không khí do hành động này tạo ra cũng sẽ làm xoay trong trống. Khi bạn ngừng lại, trong trống sẽ ngừng theo. Khi còn học lớp 6, có lần tan học về, tôi ném ba lô lên giường và chạy ngay sang nhà ông ngoại ở cách đó không xa. Nhà ngoại có bụi trúc được trồng bên cạnh bờ ao. Tôi cắt lấy một đoạn trúc to và một đoạn nhỏ. Sau đó mang tất cả vào để làm đồ chơi mà chúng tôi rất thích thời đó. Tôi để ống trúc nhỏ sang một bên này và bắt đầu tiến hành với ống lớn trước. Trước tiên chúng ta cần cắt tại vị trí bên dưới của mắt ống, nên làm cẩn thận để nó không bị nứt, rồi làm láng phần bên dưới đi. Ta sẽ được một đoạn trúc với một đầu bị chặn và một đầu không như thế. Chúng ta sẽ tạo thêm rãnh dọc trên thân nó bằng cách cắt tại hai vị trí như bạn thấy tôi đang làm, rồi tách bỏ phần trên, làm nhẵn rãnh của nó. Tôi tìm một miếng trúc khác, uốn cong nó lại để lòng vào khe. Điều kiện cần là miếng trúc phải được tạo thành hình vòng cung và cách hoạt động của nó sẽ như thế này. Bây giờ chúng ta cần tìm những đoạn tre ngắn để làm đạn. Nhìn nó giống như những viên đạn của súng nét. Đặt viên đạn vào ống từ phía trước như vậy, dốc ngược nó lên và kéo cò lại một chút. Bạn thấy đạn di chuyển theo. Sau đó ta nhắm vào chỗ cần bắn và thả cò. Nó bắn cũng khá mạnh. Mỗi lần bắn xong, ta nạp đạn lại và tiếp tục trận chiến. Nếu trận chiến của bạn quá quyết liệt và cò súng đã bị gãy, chúng ta lấy ống trúc nhỏ thứ hai và cũng cắt ra một đoạn như trước đây. Sau đó cắt ngang khoảng 1/3 ống thành hai đoạn như thế này. Bây giờ bạn vào nhà bếp, chọn lấy một chiếc đũa ăn bằng gỗ hoặc bằng tre, rồi gắn nó vào ống ngắn, làm cứng nó với vài miếng trúc mỏng ở xung quanh. Đây là ống thuật rất quen thuộc của các bạn nam. Để nó hoạt động, bạn chỉ cần tìm những trái nho rừng mọc trong khu vườn hay ngoài cánh đồng, hái chúng và mang về. Các trái này vừa nhỏ đủ để cho vào ống thuật vừa khít. Đầu tiên, bạn để một trái vào đầu ống và đẩy nó lên để làm kín phần đầu trên lại trước. Sau đó bạn tiếp tục cho một trái vào nữa. Bây giờ bạn đẩy mạnh ở đầu này, áp sức nén trong ống tăng lên sẽ bắn đạn nho ở phía trước ra ngoài. Thời xưa xung quanh nhà có rất nhiều cây xanh với những lá mỏng và vặn, đặc biệt là lá cây trứng cá. Khi không có gì trong tay, chúng tôi sẽ thu thập những lá cây để thi xem ai có thể tạo ra tiếng nổ lớn hơn. Với những lá cây này, chúng tôi chụm các ngón tay lại để tạo thành một vòng tròn. Sau đó bạn đặt đá lên và đập lòng bàn tay còn lại vào. Với lực tác động đột ngột, lá cây sẽ bị vỡ và tạo ra tiếng nổ. Có trường hợp chúng tôi tạo được âm thanh rất lớn. Nhưng luật chơi là nếu ai không đập nổ sẽ không được phép chơi tiếp. Người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được một phần thưởng nào đó. Sau khi chơi một thời gian và đã chán trò chơi đập lá, chúng tôi ra bụi chuối tìm cây chuối có tán lá lớn và chọn tàu lá còn xanh. Rồi dùng dao cắt loại bỏ hết tán lá ở hai bên đi để chỉ còn lại phần gân lá. Ta lấy một đoạn dài khoảng 1 mét. Tiếp theo ta cắt trên gân lá khoảng 4-5 vạch và tách phần bẹ khoảng 10 cm. Bật cong nó lên để bẹ đứng như bạn thấy. Để nó hoạt động, bạn chỉ việc dùng tay và gạt xuôi nhiều từ trong ra ngoài. Các bẻ đứng sẽ bật lại và tạo ra âm thanh như pháo nổ. Chúng tôi hay dùng chúng để đánh trận giả, hoặc tự làm người lính chiến đấu một mình.